Rồi. Dính dây kìa. Dính dây dưới kìa. Đâu cá bạn ơi? Xích xích bên lại. Má nhìn thấy nó quay cực khổ chứ. Dính chuồng ngoài kia kìa. Cái gì á? Chép hả? Chép đỏ, chép hồng. Chép hồng các bạn ơi. Chép hồng bạn ơi. Báo cá nha anh em. Một con chép hồng nha các bạn. Chép hồng. Má nhìn như chép coi. Ok các bạn. Dạ được hai chép đây rồi nha các bạn. Gọi đi em. Okay. Cậu này ở thấy mẹ lấy chạy gì quăng. Hôm nay cho em trai lên cái dép đỏ ghi nè. Tóc cho các bạn. Ok các bạn. Báo cá nhờ, báo cá. Trôi rồi, con chép đây. Ôi, con chép. Chép cho anh em. Chết các bạn thiệt. Kéo cái cần cứng ngắt luôn mà kéo cong quèo vô luôn mà. Đó. Ê, hey, báo cá chép nha các bạn. Đẹp không? Hồ này cá chép cỡ này là gọi là già lắm rồi các bạn. Muốn to nó không bị hiếm. Đẹp các bạn. Cá này chép Hoàng Minh Phích Sinh, máy đỉnh. Ok nha các bạn. Cái gạch đè lên chưa? Rồi nữa rồi. Nữa rồi. Còn cá tiếp, còn cá tiếp. Đi khúc chiều mưa luôn. Rồi rồi rồi. Nặng cái gì? Có cá nữa các bạn ơi. Đi khúc chiều mưa. Rổ rồi, cá rổ rồi. Nãy rồi. Trôi rồi, trôi rồi. Trôi rồi. Đi khúc luôn các bạn ơi. 10 điểm. Cắm lên chép máy đỉnh.
trời ơi. Máy đỉnh, máy đỉnh, máy đỉnh. Chép nữa. Trời ơi, rõ. Máy đỉnh. Hai em cùng một lượt nha các bạn. Liên khúc, liên khúc. Ủa, còn cái đỏ nữa các bạn ơi. Một lúc mà cá kéo hai lần hai con luôn, chịu nổi các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ok, máy đỉnh, máy đỉnh. Trời ơi, chưa kịp thấy mồi luôn trời. Này tao nói rồi Phúc ơi. Tao nói rồi. Trôi các bạn ơi, trôi nhỏ nè, con này thả nha các bạn. Nó kéo dưới in nè, trôi rồi. Chép. Chép này to á. Bằng con chép, bằng chép đỏ kia luôn, chép hồng. Nó giấc chiều này nó mới ăn mới mạnh. Ừ. Con chép này nhớ nha các bạn. Con chép hồng khá đẹp nha các bạn. Ok. Cảm ơn chép máy đỉnh. Rồi, cái mè thăng tiến nữa rồi các bạn ơi. Báo cáo nha anh em. Kéo cái cần không nổi mà cái cá đó. Quay nữa hả? Mình núi bự luôn. Mình núi các bạn ơi. Chà bá. Đây các bạn, đó các bạn, mình núi. Khổng lồ. To nhất bầy rồi đó. Không nào to hơn ở đâu. Cái con hồi sáng bầy rồi đó nha.
Rồi ok nha các bạn, mình kết thúc cái video ra hồ nó lê tết cám nền chép của hàng Minh Phích Sinh nha các bạn. Mình đã thu dọn con câu rồi nè và đang chuẩn bị đi về. Và hôm nay đây là cái tổng kết số cá của ngày hôm nay mình đi tết cái cám nền chép ở ngoài hồ Núi Le nha các bạn. Hiện tại là team của mình chỉ có 2 người vậy thôi, cá rất là nhiều luôn nha các bạn. Lên bờ cho mọi người xem. Mất cái chỗ câu lý tưởng, nhưng mà câu chỗ này cũng không khá ổn nha các bạn. Đây là cá nha các bạn, 1, 2, 3 được 4 con chép, 1 con trôi, 2 con mè núi bự, 2 con chép hồng nha các bạn, 1 con chép đen, 1 con trôi đỏ. Con này tầm 1 kg nha, chép thì con tầm 7-8 lạng nè, không có con nhỏ các bạn nha. Chép núi le vậy là bự lắm rồi các bạn nè. Chép 7-8 lạng không à. Đó đã không? Mè núi hàng siêu bự luôn, khổng lồ. Ok cho các bạn. Xong cái đi test cái cám nền chép của hàng Minh Phích Sinh nha. Cám nền chép của hàng Minh Phích Sinh máy đỉnh. Đây. Gói như vậy là 2 kg nha các bạn. Đó, gói vậy là 2 kg nha. Đây. Hôm nay là được bấy nhiêu con cá ở đây. Đấy đã các bạn, cám nền chép của hàng Minh Phích Sinh máy đỉnh luôn nha các bạn. Thôi ok nha các bạn, video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn yêu thích hãy cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Ok, chúc các bạn có một ngày xem video vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.